cùng Phi Nhung uống trà thảo mộc Dr. Thanh mỗi ngày để thanh lọc bên trong, tươi trẻ bên ngoài. Hãy cùng chào đón 12 bé bầu tươi trẻ và rạng rỡ của Quốc tế Nhà Tân mùa thứ hai. Chúng ta xin được chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đang đến với chương trình Bước Nhảy Ngàn Cân Dance Your Fat Off. Chương trình mang đến niềm đam mê nhảy múa cho tất cả những người bạn có những trọng lượng mà đáng kể và các bạn ấy đang muốn giảm cân một cách hiệu quả nhất. Và dĩ nhiên đến với chương trình thì các bạn ấy còn được tư vấn bởi những chuyên gia hàng đầu về dinh dưỡng và tập luyện để làm sao giảm cân một cách hiệu quả, thành công và khoa học nhất. Và giải thưởng của quán quân năm nay lên đến 500 triệu đồng. Và thưa quý vị, trải qua tuần lễ đầu tiên thì họ đã bắt đầu bước vào những cái quá trình luyện tập coi như là gắt gao của chương trình. Và thử thách đầu tiên dành cho 12 bạn đó là một bộ môn mà tôi nghĩ là quý vị và các bạn cũng ít có cơ hội được tham gia, bởi vì một cái buổi tập luyện của nó sẽ bằng 3-4 cái buổi tập gym. Đó là hai bộ môn kickboxing và Muay Thai. Hôm nay các bạn không còn tập luyện với những máy móc đơn giản như thế này, mà nhiệm vụ của bạn hôm nay là ở đây. Bài tập của chúng ta sẽ là kickboxing và Muay Thai. Nhiệm vụ của các bạn là phải vượt qua thử thách của sức mạnh, tốc độ và sự kiên trì. Rồi, chúng ta chú ý, bắt đầu. Rất là sung sướng và hồi hộp, cảm giác rất đã. Vừa ngạc nhiên vừa hơi sợ. Nó giống như một cái gì đó rất là mới lạ. Khuôn mặt của mình không còn cảm xúc nữa. Mình cảm thấy rất là mệt, nhịp tim mình tăng lên rất là nhanh. Mình thở không kịp ra hơi nữa. Rất là mệt và ức chế nữa. Hey. Toàn thân của mình là đau mỏi hết. Nhiều người cảm thấy rất là muốn bỏ cuộc, nhưng mà cứ động viên là vậy cố gắng. Rất là nghiêm ngặt. Và để vượt qua được những thử thách đó là cả một quá trình của tất cả 12 thí sinh của chúng ta. Và chủ đề của chương trình ngày hôm nay cũng là về điều này. Thưa quý vị, đó là chủ đề sức mạnh tiềm ẩn. Và bây giờ Trân Thành xin mời quý vị và các bạn cùng hướng mắt về quả cầu lấp lánh bên kia để gặp gỡ ban giám khảo. Xin được giới thiệu giám khảo John Huy Trần, giám khảo Đàm Vĩnh Hưng và giám khảo khách mời của chương trình tuần này Lý Nhã Kỳ. Người phụ nữ kỳ. Rất là kỳ. Dạ. Tại sao có thể mà xinh đẹp lâu như vậy được?
Mà hôm nay lại còn giảm cân rất là đẹp nữa nha. Hôm nay Kỳ còn gầy hơn lần trước mà Thành gặp Kỳ nữa, đúng không? Đúng rồi, tại vì là trước khi mà Kỳ nhận làm ban giám khảo này á, tự nguyện là giảm cân, nhưng mà không khắc nghiệt như các bạn. Hồi nãy mình coi clip xong mình sợ quá, mình muốn khóc luôn rồi. Cảm ơn Lý Nhân Kỳ đã đến với chương trình. Còn Thành xin được hỏi anh Đàm Vĩnh Hưng, cái cảm xúc của anh như thế nào khi mà anh theo dõi các bạn thí sinh của tuần lễ vừa rồi? Anh đánh giá chung về mặt bằng thí sinh hôm nay như thế nào ạ? Hưng nghĩ rằng là các bạn ai cũng rất là dễ sợ. Khi mà các bạn vượt qua rất là nhiều những thí sinh khác vào chung cuộc 12 người thì các bạn phải có một cái khả năng rất đặc biệt, cộng với một số cân cũng vô cùng đặc biệt. Bắt đầu từ vòng này trở đi là sự chinh chiến bắt đầu sẽ lộ diện một cách rất là rõ nét. Hưng tin rằng là sẽ mang lại những cái khoảnh khắc thú vị cho người xem. Dạ vâng, xin cảm ơn anh ạ. Thế còn John, chương trình của ngày hôm nay chủ đề là sức mạnh tiềm ẩn. Như vậy thì John có cái câu chuyện gì riêng của bạn, sức mạnh tiềm ẩn của John, chia sẻ để các bạn thí sinh lấy làm một cái kinh nghiệm, một cái câu chuyện cho mình không? Nói về sức mạnh thì mỗi ngày mình phải tìm một cái gì đó để... Cái gì là cái gì? Giống bây giờ nè, mình phải tìm một cái sức mạnh để ngồi làm ban giám khảo. Tại chừng nào mình ngồi ban giám khảo mình rất là run vì tiếng Việt của mình không tốt lắm. Chắc tâm thích, đi thích cái cách nói tiếng Việt của John đúng không? À ha, hiểu không? Phải khó khăn lắm mới hiểu được John đó. Không sao, có Kỳ để dịch lại, yên tâm. Kỳ dịch từ tiếng Việt qua tiếng Việt đi Kỳ. Kỳ nghĩ đây mới chính là sức mạnh tiềm ẩn của anh. Nghĩa là anh nói mà không ai hiểu, nó là ẩn rồi, quá, đúng không Kỳ. Anh? Có nghĩa là John Huy Trần có một khả năng là cứ nói cái gì là ai cứ hiểu theo cách của mình. Đúng rồi. Yes. Còn cái chuyện hiểu John hay không, cái chuyện của ông ta. Xuất sắc John. Thank bạn you. Là người phát ngôn gây tranh cãi nhiều nhất trong năm nay. Yeah. Thưa quý vị, Thành chia sẻ cái câu chuyện của Trấn Thành. Trấn Thành trước đây là cũng có một cái lần mà cái số cân tôi lên tới 78kg. Lúc đó chưa yêu Harry Won đúng không? Thật sự ra thì tình yêu không đóng góp gì cho chuyện cân nặng đâu quý vị ạ. Có. Bữa nói hai đứa rủ nhau đi ăn hoài lên ký. À, đi xem phim cũng lên ký. Ăn bóc con lên ký à. Nay Kỳ nói chuyện hơi kỳ. Không sao. Sau đó động cơ nào giúp Trấn Thành giảm cân được như ngày hôm nay? Đó là mà lâu lâu mình nhìn thẳng vô gương mình hỏi: trời, ai vậy? Đây không phải là mình nữa rồi. Tại vì lúc đó mình phải biết tức với bản thân mình. Và cái số ký mà Trấn Thành giảm được sau 2 tháng là từ 78 xuống còn 63kg. Và sau khi đó tới giờ là không bao giờ cho phép mình lên cân nặng nữa. Và hy vọng là các bạn thí sinh cũng sẽ cho mình một cái sức mạnh tiềm ẩn để các bạn bước ra khỏi cuộc thi là các bạn trở thành những nhân vật hoàn toàn khác. Hãy cùng Phi Nhung uống trà thảo mộc Dr. Thanh mỗi ngày để thanh lọc bên trong, tươi trẻ bên ngoài.